Toàn bộ thành phố Forsaken đang bị một căn bệnh kỳ lạ bao vây. Không ai có manh mối gì về căn bệnh này, các bác sĩ thì đang rất lo lắng. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng hết sức nghiên cứu về vấn đề này. Ông ơi, từ hôm qua tới giờ mắt của con không có nhắm lại được, con không thể ngủ được. Còn Bunty thì không thể khép miệng lại được. Mấy con ruồi con mũi cứ bu quanh rồi bay vô miệng thằng bé. Không biết tới bao giờ bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này. Ông nhìn nè, bàn tay của ba con thì lại bị trật luôn. Mọi người trong cả thành phố này đang gặp phải vấn đề gì đó rồi. Tôi cũng vừa mới xem tin tức này trên TV xong. Tôi cũng cố gắng để tìm hiểu thử xem căn bệnh này là sao. Cách đây 100 năm loại bệnh này đã được phát hiện rất nhiều trong không khí của Madhyasaga Kaluka. Vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Có thể nó tới được đây là nhờ vào một số loài chim di cư. Khi loài chim di cư bay từ thành phố này sang thành phố khác thì mang rất nhiều mầm bệnh và vi khuẩn dính trên chân hoặc trên cánh của chúng cũng được đem theo. Làm sao để dân ở đó thoát khỏi bệnh này được hả ông? Có một bác sĩ địa phương đã tìm ra cách chữa căn bệnh này. Và cách chữa trị này lại nằm trong bông hoa kia. Nếu như người bệnh có thể ăn được cánh hoa này hoặc có thể uống nước ép từ cánh hoa thì có thể loại trừ được căn bệnh. Ông nội ơi, thông tin này đã có cách đây cả trăm năm rồi. Đâu có biết được bông hoa này vẫn còn ở đó hay không? Chúng ta sẽ biết được khi ghé qua nơi đó thôi. Phi à, các con á, mau đi lấy tàu vũ trụ đi. Phải cẩn thận đó biết chưa? Ông nội ơi, con sẽ đem theo đôi cánh đi chung với con nha. Lỡ như mà tàu vũ trụ không tới được tận nơi thì chỉ cần chun bun ba tới thôi. Con nói đúng đó Phi à. Các con hãy thực hiện kế hoạch đi. Đảo này đẹp thật đó nha. Ngay cả những con chim ở đây cũng rất đẹp nữa. Kìa, họ đang tới kìa. Mình mau chạy thôi. Đợi chút, để tôi nói chuyện với họ trước. Có thể sau khi nói chuyện thì chúng ta có thể làm bạn được. Chúng tôi tới đây để kết bạn. Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ. Hula hula tiru bula. Hula hula tiru bula. Hula hula tiru bula. Hula hula tiru bula hala hula 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 tiru bula hula hula tiru bula tiru. Giờ họ không có tâm trạng để nói chuyện được rồi. Không.